Rạng sáng ngày 8 tháng 4, câu lạc bộ Burnley dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vincent Kompany đánh bại Middlesbrough 2-1 ngay sân khách. Trận thắng giúp The Claret biệt danh của Burnley bỏ xa đội xếp thứ 3 là Luton đến 19 điểm, qua đó sớm bảo đảm một trong hai suất chính thức thăng hạng ngoại hạng Anh mùa tới. Burnley rớt hạng giải ngoại hạng Anh mùa trước, huấn luyện viên lão luyện Son Dikhe phải ra đi. Câu lạc bộ đã mạo hiểm khi bổ nhiệm huấn luyện viên Vincent Kompany còn thiếu kinh nghiệm khi chỉ mới trải qua hai mùa giải làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Anderlecht ở Bỉ. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Pep Guardiola từng nói, một ngày nào đó Vincent Kompany sẽ làm huấn luyện viên Man City, điều đó sẽ được viết lên bởi các vì sao. Huấn luyện viên Vincent Kompany dù thiếu kinh nghiệm nhưng với năng lực và sự hiểu biết của mình về bóng đá Anh đã giúp câu lạc bộ Burnley dần lột xác. Ở mùa này, câu lạc bộ Burnley chỉ thua 2 trận, thắng 25 trận và hòa 12 trận. Tiền đạo Nathan Tella mượn từ Southampton hiện là chân sút tốt nhất của Burnley khi ghi 17 bàn và có 3 kiến tạo thành bàn. Góp phần vào thành công chung của câu lạc bộ với tổng cộng đến 76 bàn được ghi, nhiều nhất giải Championship và chỉ để lọt lưới 30 bàn ít nhất giải Championship. Kompany cho biết đây là lễ phục sinh, còn 7 trận đấu phía trước nhưng chúng tôi đã có thể ăn mừng. Chúng tôi không mong đợi sẽ thăng hạng ở lượt đấu này. Chúng tôi muốn trải nghiệm cảm giác này vào một ngày nào đó, có rất nhiều thời điểm khác nhau nhưng đôi khi nhanh hơn sẽ tốt hơn. Bản thân tôi đã trải qua những khoảnh khắc như thế này và tôi hy vọng rằng động lực cảm xúc sẽ đáng giá hơn rất nhiều. Vì vậy, tối nay, hãy ăn mừng và hạnh phúc. Ngày mai ban huấn luyện sẽ sẵn sàng và tôi hy vọng các cầu thủ cũng vậy vì chúng tôi có một trận đấu lớn vào thứ hai. Erling Haaland đã vắng mặt trong trận thắng 4-1 của Man City trước Liverpool vào cuối tuần qua nhưng chân sút người Na Uy sẽ trở lại trong đội hình của The Citizen trong chuyến làm khách trên sân của Southampton. Erling đã tập luyện rất tốt trong hai ngày qua, cậu ấy sẽ sẵn sàng ra sân, huấn luyện viên Pep Guardiola nói về khả năng ra sân của cậu học trò cưng trước thềm trận gặp Southampton. Về mặt thể chất, chúng tôi còn 2 tháng nữa để cạnh tranh. Chúng tôi không tập luyện quá sức, các cầu thủ cần được ngủ nhiều, ăn uống đầy đủ. Những gì chúng tôi làm trong buổi tập, hãy làm thật tốt, hãy tập trung, huấn luyện viên Pep Guardiola nói thêm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định rằng Man City vẫn đang trong cuộc đua danh hiệu, nhưng Man Xanh đặt mục tiêu phải thắng tất cả 10 trận còn lại tại Premier League. Hiện tại Arsenal vẫn đang hơn Man City 8 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.